Minh Hiền xin kính chào các anh chị và các bạn. Tiếp tục chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, Minh Hiền xin gửi đến các anh chị các bạn một tác phẩm Ngài Đá Đâm Bông. Mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Vui nó ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ.
thơ.